Bảo kính chào quý vị và các bạn. Bản tin hôm nay thứ ba, 3 tháng 5 gồm một số nội dung đáng chú ý sau đây. Moderna lập nhà máy sản xuất vaccine tại Montreal. Chiến sự Ukraine khiến dầu ăn lên giá tại một số nước châu Âu. Ukraine có thể phản công Nga vào giữa tháng 5. Nga mất thêm tướng lãnh thứ 10 tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Moderna lập nhà máy sản xuất vaccine tại Montreal. Các nhà lãnh đạo Canada và công ty công nghệ sinh học Moderna cuối tuần qua đã chính thức thông báo rằng một cơ sở sản xuất vaccine mới sẽ được thành lập tại Montreal, giúp bảo đảm nguồn cung lâu dài loại vaccine sản xuất tại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau loan báo trong buổi lễ tại trường đại học McGill ở Montreal, chính phủ của chúng tôi đã hứa sẽ tăng cường năng lực sản xuất vaccine tại Canada. Canada có đường hướng nổi tiếng trong vài thập kỷ qua là xây dựng nghiên cứu vaccine hàng đầu nhưng lại loại bỏ khả năng sản xuất vaccine trong nước, khiến cho nước này phụ thuộc vào các cơ sở vaccine ở các nước khác. Thủ tướng Trudeau cho biết, cơ sở mới dự trù sẽ hoạt động vào năm 2024 sẽ sử dụng từ 200 cho đến 300 nhân viên và có thể sản xuất tới 100 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi năm. Ông nói nhà máy cũng có thể thực hiện nghiên cứu và hy vọng sản xuất các loại vaccine hoặc phương pháp điều trị khác dựa trên cùng công nghệ mRNA lần đầu tiên được sử dụng trong vaccine COVID-19. Ông nói nó cũng sẽ có tác động đáng kể trong nghiên cứu mà họ đang thực hiện đối với một loạt bệnh tật. Chúng tôi đã nói về bệnh Alzheimer, chúng tôi nói về bệnh ung thư, chúng tôi nói về những thứ mà mRNA có thể cung cấp để giữ người Canada và mọi người trên thế giới khỏe mạnh. Thủ tướng nói thêm và Canada từ lâu đã dẫn đầu trong nghiên cứu về mRNA, giờ đây cũng sẽ dẫn đầu trong việc cung cấp mRNA cho người dân Canada và thế giới. Người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của Moderna có mối quan hệ sâu sắc với Montreal, nơi gia đình ông đã đến sau khi chạy thoát khỏi cuộc nội chiến ở Liban. Ông đã theo học đại học Loyola và McGill trước khi đến trường MIT ở Boston. Moderna được thành lập vào năm 2010, vẫn có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts. Giám đốc điều hành của công ty Stéphane Bancel hiện diện trong buổi lễ loan báo cùng với Thủ tướng Trudeau và Thủ hiến François Legault nói rằng con đường của Moderna trong 2 năm qua là một chặng đường đầy kịch tính vì nó đã chạy đua để vaccine mRNA được phát triển và phê duyệt lần đầu tiên. Ông nói, mọi người quên rằng Moderna đã thua lỗ vào năm 2020. Chúng tôi không có đủ tài chính để vận hành chiếc máy công nghiệp này và Canada là một trong số rất ít một vài quốc gia ở đây đã giúp đỡ bằng cách đặt một trong những đơn đặt hàng đầu tiên cho vaccine và gửi nhiều tiền mặt cần thiết. Hiện nay, vaccine mRNA đã được thử nghiệm, phê duyệt và sử dụng rộng rãi. Ông nói, điều đó thay đổi mọi thứ, nó giống như thêm một siêu phẩm điện ảnh vào Netflix. Moderna cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác với McGill cho phép nó thu hút các nhà khoa học của trường đại học trong khi chia sẻ thông tin về dược phẩm với họ. Chiến sự Ukraine khiến cho dầu ăn lên giá tại một số nước châu Âu. Các chuỗi siêu thị ở Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã hạn chế số lượng dầu ăn khách có thể mua do nguồn cung từ Ukraine bị gián đoạn vì chiến sự. Một giới chức cao cấp tại Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh cho biết, chuỗi cung ứng vốn đã bị gián đoạn bởi COVID-19 đã trở nên phức tạp hơn nữa do cuộc chiến ở Ukraine gây ra tình trạng thiếu hụt một số nguyên liệu như dầu hướng dương. Dầu hướng dương là một trong số ít loại dầu ăn thực vật được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Trước xung đột, Ukraine là nước xuất cảng dầu hướng dương lớn nhất thế giới, cùng với Nga chiếm khoảng 75% dầu hướng dương toàn cầu. Chiến tranh đã làm tê liệt việc thu hoạch, vận chuyển và xuất cảng. Điều này đặt nhiều quốc gia vào tình trạng căng thẳng và đẩy giá dầu ăn thế giới tăng vọt. Anh nhập khẩu 83% dầu hướng dương từ Ukraine và với tình hình chưa biết chiến sự kéo dài bao lâu, nhiều nơi đã yêu cầu người mua hàng hạn chế và linh hoạt trong nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, với các nhà sản xuất thực phẩm lớn tại Anh, thiếu dầu hướng dương là điều đáng lo ngại và doanh nghiệp gặp khó khăn nghiêm trọng, trong khi số còn lại tin rằng nguồn dầu hướng dương của Anh chỉ còn đủ cho vài tuần nữa. Theo New York Times, một số công ty chấp nhận đổi sang dầu cải để bảo đảm việc sản xuất không bị ngưng trệ. Việc chuyển đổi khẩn cấp đến nỗi trên bao bì sản phẩm vẫn để là dầu hướng dương nhưng thực chất lại là dầu cải. Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm buộc phải ra thông báo trấn an người dân rằng dầu cải an toàn và nguy cơ gây dị ứng rất thấp. Loại dầu này trước đó vốn được dùng phần lớn cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học. Ở cấp độ người tiêu dùng lẻ, nhiều siêu thị đã hạn chế số lượng dầu ăn mỗi người được mua để tránh tình trạng tích trữ như đã từng xảy ra với giấy vệ sinh trong giai đoạn đầu của COVID-19. Tại chuỗi siêu thị Tesco của Anh, khách chỉ được mua tối đa là 3 chai dầu ăn. Theo một chủ nhà hàng nổi tiếng ở London, giá của một bình dầu hướng dương 20 lít đã tăng lên 42,5 bảng Anh so với khoảng 22 bảng trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Một số tiêu thị tại Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ thì giải thích việc hạn chế số lượng là biện pháp phòng ngừa do lo ngại người dân sẽ đổ xô đi tích trữ dầu ăn khi giá tăng cao. Ukraine có thể phản công Nga vào giữa tháng 5. Một giới chức cao cấp Ukraine tiết lộ thời điểm nước này có thể bắt đầu phản công lực lượng Nga. Báo Nikkei dẫn lời của cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Oleksiy Arestovych, cho biết Ukraine có thể phản công lực lượng Nga vào khoảng giữa tháng 5 và tháng 6 nhờ vào số vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu viện trợ. Phát biểu của ông Arestovych cho thấy diễn biến căng thẳng của cuộc chiến đang chờ đợi ở phía trước trong bối cảnh các chuyên gia dự đoán Nga sẽ tăng tốc chiến dịch trước ngày 9 tháng 5, ngày kỷ niệm lực lượng đồng minh đánh bại phát xít Đức trong đề nghị thế chiến. Ông Arestovych là phụ tá thân cận của Tổng thống Zelensky và chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh và quân sự trong phủ Tổng thống Ukraine. Các trận giao tranh có tính quyết định có thể sẽ sớm diễn ra ở Donbass. Theo ông Arestovych, Ukraine có thể lập ra các đơn vị để phản công Nga khi xe tăng, trọng pháo và các thiết bị khác được phương Tây chuyển đến vào giữa tháng 5. Quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng chiến thuật phòng thủ kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược hôm 24 tháng 2. Nếu Ukraine bắt đầu phản công, nó sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột. Ông Arestovych tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng kết quả của xung đột vẫn rất khó đoán. Nga mất thêm tướng lãnh thứ 10 tại Ukraine. Theo báo Kyiv Post, Nga đã mất thêm một vị tướng lãnh trong cuộc xâm lược Ukraine. Chính quyền Ukraine cho biết thiếu tướng Andrei Simonov đã thiệt mạng gần thành phố Izum ở khu vực Kharkiv, nơi hiện đang bị quân Nga chiếm đóng. Quân đội Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy chiến trường của quân đoàn 2 Nga, phá hủy hơn 30 xe bọc thép của Nga, bao gồm cả xe tăng. Kyiv Post cho biết các cảnh quay được đăng trên mạng xã hội cho thấy đài chỉ huy bị tấn công bởi hỏa tiễn. Cố vấn quân sự của Tổng thống Zelensky cho biết vị tướng này nằm trong số 100 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công. Tướng Simonov là chỉ huy cao cấp về tác chiến điện tử. Đây là vị tướng thứ 10 của Nga chết tại chiến trường Ukraine. NATO ước tính Nga đã mất hơn 15.000 quân nhân trong cuộc chiến. Nga đã loan báo số người chết ở Ukraine là 1.351 người, được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 3. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị hãy nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.